Và xin chào mừng tất cả quý khán giả chúng ta cùng có mặt tại Sông bóng đá Lửa Đam Mê tại Xuân Lộc Đồng Nai để cùng theo dõi trận đấu giao hữu trong buổi sáng ngày hôm nay. Và trên màn nhỏ của tất cả quý vị và các bạn sẽ là cuộc đối đầu giữa hai câu lạc bộ Bảo Phúc FC. Họ ra sân với bộ trang phục sắc cam. Và hiệp đấu đầu tiên họ đang bảo vệ không thành bên phía tay phải. Họ đại diện là đội chủ nhà của Sông bóng đá Lửa Đam Mê trận đấu này. Và đối thủ của họ ngày hôm nay câu lạc bộ FC In Hòa Bình đã bóng đến từ khu vực thành phố Hồ Chí Minh. bóng đã đập công dọc sau tình huống dứt điểm vừa rồi của các cầu thủ bên phía câu lạc bộ bảo phúc fc không có được bàn thắng dành cho đội bóng cầm chúng ta sẽ cùng theo dõi lại tình huống này của dứt điểm đưa bóng đi đập công dọc hai góc máy và đang được phát sóng trực tiếp tại kênh fanpage bóng đá phương miền tây vừa rồi thì đã có bàn thắng mở tỷ số dành cho các cầu thủ bên phía bảo phúc fc một tình huống mà thủ thành Super đã bị đánh bại. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại tình huống này Một pha trả bóng về Của Thoan Hoa Sĩ Và nó vô tình Tạo điều kiện để cho các cầu thủ cam Căng ngang Để cho đồng đội dứt điểm thanh bàn một không dành cho Bảo Phúc FC để đúng hơn thì Thoan Hoa Sĩ góp công Trong bàn thắng này của các cầu thủ đội Bảo Phúc FC Cơ hội tiếp theo không được một pha bắt bài quá tốt của thủ thành Suba, Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại cơ hội bị bỏ lỡ khá đáng tiếc của các cầu thủ bên phía Club Bóng Phúc FC trước đó. Nhưng Suba đã cho thấy được sự chủ động của mình. Bóng đã đi vào lưới một đều. Pha làm bàn của Bảy Phong. Siêu. Một pha ăn mừng của anh Bảy pha đường truyền là của ân nhỏ dành cho vị trí của bảy phòng đó là bên đó, con lấy à, tình huống bóng bóng rất hay của ân nhỏ dành cho bảy phòng đội bóng áo cam họ đang thi đấu có thể nói là khá đa dạng ở những phương án tấn công của mình những miếng đánh trung lộ cũng như là những pha tấn công biên bàn thắng dành cho các cầu thủ bên phía bảo phúc fc chúng ta đã nói về sự đa dạng ở trong lối đá của bảo phúc và bây giờ họ đã có được cho mình bàn thắng thứ hai pha làm bàn của cầu thủ mang áo số 19 vị trí của thầy dê chúng ta sẽ cùng theo dõi lại tình huống này và những điểm trước kỹ thuật đưa bóng lọt qua khe chân của thủ thành su Được bóng ngang một pha phối hợp khá bài bản của các cầu thủ bên phía bảo phú fc nhưng lần này subo đã thi đấu tập trung một pha dứt điểm sức kỹ thuật bàn thắng tiếp theo dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ bảo phú fc 3-1 giờ thì chúng ta sẽ cùng theo dõi lại bàn thắng vừa rồi của các cầu thủ bên phía bảo phú fc bàn thắng thứ ba Ba một dành cho các cầu thủ bên phía đội áo cam với một pha dứt điểm rất kỹ thuật. Subo đã định bắt bài với một pha căng ngang nhưng cầu thủ bên phía đội bóng áo cam đã quyết định tung ra một pha dứt điểm ngay. Thầy dê. Pha đệ bóng chưa thành công vẫn còn. Và phòng ngự tốt của Thịnh Ken. Cơ hội tiếp theo thầy dê không được. Vẫn còn không vào. Bóng đã chạm vào người cầu thủ cam và trôi hết đường biên ngang. một pha để mất bóng cơ hội dành cho các thủ cam pha đặt lòng đưa bóng đi ra ngoài cơ hội tiếp theo tại đức đường truyền nhiễm ca. ba đều chúng ta vẫn chưa kịp thời xem lại bàn thắng thứ hai thì bàn thắng thứ ba nó cũng đã đến dành cho fc hòa bình Như vậy là Lan Lam sẽ tạm thời rời sân để nhường lại vị trí cho Bầu Giỏng Nunes, Bầu một 100 cũ. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại hai bàn thắng trước đó của các cầu thủ bên phía đội bóng FC In Hòa Bình và pha dứt điểm thành bàn ở bàn thắng thứ ba thuộc về Lan Lam Sức phát từ quả đá phạt góc của cầu thủ áo trắng. Như vậy là bóng đã đi thẳng vào lưới. Bàn thắng ở chấm đá phạt góc. Có vẻ đó là bàn thắng của Nam Sơn. Tiếp tục sẽ là những diễn biến tiếp theo của trận đấu của điểm từ xa. Bóng đã đi thẳng vào lưới một siêu phẩm bằng thẳng của thầy Dê. 4-3 Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại tình huống này. Một siêu phẩm bằng chân trái của thầy Dê. Bóng găm thẳng về phía góc chết. Sáng nay sau khi ra chiến trường thì anh lại quên đem cho mình cặp súng. Chiếc điểm này của chiếc điểm của Nam Sơn. Thầy Dê Thầy Dê đang là một cầu thủ có cái kèo trái khá dị bên phía đội báo cầm Cú bắt vừa lê bóng nữa nãy vừa rồi bóng đã đi vọt xa Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại tình huống này Tài Đức Tài Đức Của chỉ điểm hơi nhẹ của Tài Đức Tài Đức Vẫn còn Vẫn là Tài Đức Thịnh Ken Ăn nhỏ Ăn nhỏ Cụ dứt điểm đưa bóng đi Quá thiếu chính xác của ăn nhỏ à, Bảy phòng thì ra dấu hiệu uh, Giống như là vừa rồi tình huống quá ngon lại không nhận được đường truyền của ăn nhỏ Kha Nguyễn Đường truyền Đánh đâu Cơ hội lỗi để bóng chạm tay của Thôn Hà Sĩ rồi dứt điểm không vào phản xạ tốt đến từ vị trí của thủ thành khai không khóc chưa có được bàn thắng gỡ hòa bốn đều dành cho FCN hòa bình đường chuyền hay với bộ đôi số 7 và số 9. thoan hòa sĩ và vị trí của bảy phòng dứt điểm vẫn chưa thành công của thoan hòa sĩ thịnh ken bảy phong rất hay bảy phong không vào vẫn có bàn thắng vẫn có bàn thắng sau bàn tỷ số bốn đều dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng fc in hòa bình và đây là pha sâu kim sinh ba chục của bảy phong mặc dù lúc này đây bộ động viên cũng không muốn khen nhưng bắt buộc phải khen và xử lý quá hay nhưng hơi đáng tiếc là không có bàn thắng dành cho bảy phong trong tình huống này nhưng sau đó nam sơn cũng đã xuất hiện rất kịp thời để giết điểm bồi mang về bàn thắng thứ tư dành cho fc huỳnh hòa bình bốn đều thầy dê thầy dê chân trái đã phạt góc dành cho các cầu thủ bên phía bảo phúc fc Cụ dứt điểm là của vũ sala thời cơ quay trở lại chúng ta đi vẫn còn dứt điểm không đó là một đường truyền của số 22 vẫn còn super cơ hội chưa vượt qua được hàng phòng ngự của các cầu thủ bên phía đội bóng FC Hòa Bình. Trường Chá đã tiếp chủ động với pha dứt điểm đội bóng về phía góc gần và xử lý rất khéo léo của Trường cha La Thiếp vẫn còn 5-4 dành cho FC Hòa Bình. năm bốn và làm bàn của vũ sala chúng ta sẽ cùng theo dõi lại tình huống này và xử lý hay của trường Chana na ngay sau đó là một pha đặt lòng chuẩn xác của vũ sala nhưng chưa kịp thời chạm bóng năm bốn dành cho fc hòa bình có vẻ thầy dê sẽ là người thực hiện quả đá penalty thầy dê và Super. bò khắp vào năm điều mặc dù đã chạm tay được vào bóng nhưng Super không thể cản phá được pha dứt điểm của thầy dê có vẻ Thầy dê, cò bé, tiếp tục là thầy dê, khoảng trống, chân trái, đường chuyên, và đưa bóng về vị trí cục 2 chưa thành công. Cơ hội bây giờ dành cho cò bé, rất hay, vẫn là các cầu thủ áo vàng đã phạt lên. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại cuộc đánh đầu trước đó của nhẹ ma Không vào Và bóng lỡ khá đáng tiếc thì Sau khi khoảng thời gian của Fire không còn nhiều Thì cầu thủ số 18 của Bảo Phúc cũng đã vào sân Và hy vọng anh sẽ có hình Như vậy là anh chưa chạm bóng Như vậy là anh chưa chạm bóng Hai đội kết thúc trận đấu với tỷ số là 5 đều Trận đấu quá hay dành cho cả hai đội Bảo Phúc FC và FC Hà Bình